thật quá khủng khiếp, kinh hoàng. Những cái hình ảnh cho ta thấy cái nỗi mà nỗi tóc gái được viên bằng bằng gì. Những cơn lốc xoáy mạnh kinh khủng khiếp đã đẩy bay tất cả những cái nóc nhà và những con nước mà đã nảy dìm tất cả những nguyên một ngôi làng của Trung Quốc như thế này. Chúng ta thấy những cái hình ảnh mà những sạt lở mà nước mà từ ở trên đẩy xuống mà khiến cho tất cả tài sản, nhà cửa của người dân Trung Quốc không còn một cái gì đó cũng bằng mặt gì đó. Và đây là những hình ảnh em đã cập nhật từ bên Trung Quốc. Và những cái hình ảnh có thể là cho chúng ta thấy rất là thương tâm và đau lòng. Cho nên chúng ta hãy theo dõi hết cái video này, chia sẻ mạnh lên để cho tất cả ai cũng đều xem và cảm nhận được những cái hình ảnh mà những cơn bão quỷ diệt tàn phá kinh hoàng như thế này. Và thông tin chi tiết em đã cập nhật được diễn ra như thế nào thì chúng ta hãy nghe và xem hết cái video này diễn biến như thế nào nha. Theo tin báo mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA, vào hồi 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão Julian, theo cách gọi bão số 5 Carathon ở Philippines, ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Isbayas, Batanes, Philippines, 280 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến 15, tương đương 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Áp suất trung tâm là 945 hectopascal, gió mạnh lan ra xa đến 650 km từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, dự báo biển động mạnh với sóng cao lên đến 5 m trên bờ biển Batanes, sóng 4,5 m trên bờ biển quần đảo Babian và bờ biển phía bắc của Ilocos Norte, sóng 4 m trên phần bờ biển còn lại của Ilocos Norte. Theo dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines có sự thay đổi đáng kể trong dự báo hướng đi của bão. Bão vẫn được dự báo sẽ chuyển hướng đông bắc, hướng đến bờ biển phía tây nam của Đài Loan, Trung Quốc. Dự kiến sẽ đổ bộ vào đêm ngày 2 tháng 10 hoặc sáng sớm ngày 3 tháng 10. Sau khi đổ bộ, bão Carathon được dự báo sẽ di chuyển thất thường trên đất liền và vùng biển ven bờ của Đài Loan, Trung Quốc trước khi xuất hiện trên eo biển Đài Loan vào tối thứ Sáu ngày 4 tháng 10 hoặc sáng sớm thứ Bảy ngày 5 tháng 10. Sau đó, bão Carathon sẽ di chuyển về phía tây nam qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc và vùng biển phía nam Trung Quốc đại lục. Hiện tại không có hệ thống thời tiết nào chi phối ảnh hưởng đến chuyển động chung của bão Carathon, do đó không loại trừ khả năng có sự thay đổi đáng kể trong dự báo đường đi của bão. Siêu bão Carathon sẽ tiếp tục suy yếu do sự kết hợp của luồng gió đông bắc thổi vào biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, Trung Quốc, cũng như hàm lượng nhiệt đại dương thấp hơn ở vùng lân cận. Dự kiến siêu bão Carathon sẽ suy yếu hơn nữa khi đổ bộ vào đất liền trên Đài Loan, Trung Quốc do tác động ma sát. Xoáy thuận nhiệt đới có thể trở thành vùng áp thấp còn sót lại vào cuối tuần. Siêu bão Carathon là siêu bão thứ hai trên Biển Đông chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau siêu bão số 3 Iagi. Đây là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử tại khu vực. Theo dự báo hiện tại của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, bão số 5 Carathon không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 18 độ, phía đông kinh tuyến 116,5 độ, gió mạnh cấp 10, cấp 13,
vùng gần tâm bão cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bão Krathon đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5. Nó mạnh hơn những dự báo ban đầu và là siêu bão thứ 2 trên Biển Đông trong năm nay sau cơn bão Yagi. Đây là một chuyện ít thấy. Và không chỉ vậy, bão số 5 có đường đi được gọi là hiếm có. Cơn bão Krathon ở Philippines gọi là Julian đã đi vào Biển Đông như dự báo và trở thành cơn bão số 5. Sáng ngày 1 tháng 10, cơn bão này ở cách Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc 537 km về phía Nam, Tây Nam, di chuyển chậm, gây sóng cao nhất lên tới 16,2 m, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ. Rạng sáng ngày 1 tháng 10 khi vào phía Bắc Biển Đông, bão Krathon đã mạnh lên thành siêu bão với sức gió 240 km/h trên cấp 17, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp. Như vậy, bão số 5 là siêu bão thứ 2 ở Biển Đông trong năm nay sau siêu bão Yagi, cơn bão số 3. Nhà khí tượng học Tsuboki Kazuhisa ở Nhật Bản đã nhận xét việc một siêu bão như Yagi đi trên Biển Đông là cực kỳ hiếm. Theo trang NHK, vậy mà trong cùng một năm nay đã có hai siêu bão ở Biển Đông, có thể thấy đây là sự kiện rất hiếm. Không chỉ mạnh ngang bão Yagi, bão Krathon còn có kích thước lớn hơn. Theo thông tin trên trang của Học viện Tin học Quốc gia của Nhật Bản, đường kính lớn nhất của bão Yagi, khu vực có gió mạnh là 800 km, còn của bão Krathon là 1.000 km. Vì vậy, dù Krathon không đổ bộ trực tiếp vào Philippines, nhưng vẫn gây mưa to gió lớn, ngập lụt ở nhiều nơi thuộc phía bắc nước này. Theo trang Inquirer, số người bị ảnh hưởng bởi bão Krathon ở Philippines đến sáng ngày 1 tháng 10 đã lên tới hơn 77.000 người. Theo dự báo hiện tại, bão Krathon sẽ đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 2 tháng 10. Nhưng đến ngày 30 tháng 9, Cơ quan Thời tiết Trung ương ở Đài Loan đã đưa ra cảnh báo trên cả đất liền và trên biển. Theo trang Taipei Times, hơn 500 người dân ở Cao Hùng của Đài Loan đã phải đi sơ tán, vì theo dự báo thì một số khu vực ở đây có thể phải chịu lượng mưa lên đến 800mm. Theo nhà khí tượng Jin Hoàng của Cơ quan Thời tiết Trung ương Đài Loan, thì việc một cơn bão được dự báo đổ bộ trực tiếp vào phía Tây của Đài Loan là rất hiếm. Đài Loan, Trung Quốc không xa lạ với bão, nhưng thường thì bão đi vào phía đông, nơi có nhiều núi khiến bão yếu đi rất nhanh và ít dân. Nhưng lần này, bão Krathon được dự báo là đi vào phía Tây, là đồng bằng và đông dân hơn, nên có khả năng gây ảnh hưởng mạnh hơn. Do đó, người dân ở Cao Hùng được đề nghị ở yên trong nhà. Các nhà chức trách ở Cao Hùng cho biết, bão Krathon không hề yếu hơn bão Thema năm 1977. Cơn bão đã tàn phá thành phố này và khiến 37 người thiệt mạng. Trước đó, tại Philippines, cơn bão Krathon đã mạnh lên sát cấp siêu bão và gây mưa to gió lớn ở khu vực phía bắc nước này, mặc dù nó không đổ bộ trực tiếp vào đây. Những video ghi lại được ở vùng bị bão Krathon ảnh hưởng cho thấy mưa mờ mịt, khiến tầm nhìn xuống gần bằng không. Theo AP, nhiều người dân ở phía bắc Philippines đã phải sơ tán. Nhiều trường học phải đóng cửa và các dịch vụ công cộng phải tạm dừng trước cảnh báo rằng bão Krathon hay bão Julian có tiềm năng tàn phá rất khủng khiếp. Bão Krathon cũng gây mưa rất lớn, khiến nhiều nơi bị ngập lụt. Ở tỉnh Cagayan ở phía bắc Philippines, sông Cabicungan đã tràn bờ. Tin bão mới nhất của New York Times cho hay, bão nhiệt đới Kurt hình thành ở gần quần đảo Cape Verde, dự báo bão Kurt sẽ mạnh lên thành bão cổ phong ngay trong tuần này. Bão nhiệt đới Kurt hình thành vào ngày 30 tháng 9 là cơn bão số 11 trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay và là cơn bão thứ tư trong tuần qua, bắt đầu từ bão Helena. Bão Helena đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở Mỹ, tàn phá từ Florida đến Bắc Carolina. Hiện tại, bão Kurt vẫn đang ở rất xa ngoài khơi Đại Tây Dương, nhưng các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ
dự đoán cơn bão mới nhất có thể mạnh lên thành cuồng phong dữ dội trong vài ngày tới. Mùa bão năm nay được dự báo là một mùa bão đặc biệt dữ dội, nhưng đã có thời gian tạm lắng kéo dài trong hầu hết tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến mùa bão Đại Tây Dương đã thay đổi chóng mặt từ tuần trước, khi bão Helene đổ bộ Florida vào đêm ngày 26 tháng 9 với gió mạnh và sức tàn phá khủng khiếp ở cường độ bão cấp 4. Tiếp sau bão Helene tấn công Mỹ, bão Isaac và bão nhiệt đới Joy cũng hình thành cách nhau vài ngày nhưng không đe dọa tới đất liền Mỹ. Theo nhà dự báo bão Justin John chia sẻ với New York Times, bão Kurt có khả năng trở thành một cơn bão lớn và dữ dội, có thể là cấp 4 vào cuối tuần này. Dự báo, bão Kurt có thể duy trì cường độ bão cấp 4 trong nhiều ngày. Tuy nhiên, trong tương lai gần, cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương không phải là mối đe dọa với đất liền. Theo tin bão mới nhất của USA Today, các nhà dự báo thời tiết của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đang theo dõi 5 hệ thống riêng biệt ở Đại Tây Dương, bao gồm bão nhiệt đới Kurt mới hình thành. Tuy nhiên, chỉ có một trong số 5 cơn bão áp thấp này thực sự có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Mỹ, đặc biệt là khu vực phía Đông Nam. Trung tâm bão cho biết, áp thấp có khả năng tác động tới thời tiết của Mỹ nằm ở biển Caribe, một khu vực áp thấp rộng trên biển đang gây ra mưa rào và dông bão. Các điều kiện môi trường đang thuận lợi cho áp thấp này mạnh lên. Áp thấp này dự kiến mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới, khi hệ thống di chuyển ở phía nam vịnh Mexico hoặc phía tây bắc biển Caribe. Áp thấp này sẽ mạnh lên chậm hơn dự kiến, với khả năng mạnh lên trong nửa cuối tuần này. Theo dự báo vào sáng ngày 30 tháng 9 của trung tâm cho biết áp thấp này có 40% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 7 ngày tới. Các nhà dự báo của AccuWeather cho biết, nguy cơ lớn nhất từ áp thấp nhiệt đới này là mưa lớn, với lượng mưa có thể ảnh hưởng tới khắp Florida. Bão Kurt có sức gió duy trì mạnh nhất gần 72 km một giờ, với gió giật mạnh hơn và dự báo sẽ mạnh dần lên, trở thành bão cuồng phong trong đêm 1 tháng 10 hoặc ngày 2 tháng 10. Các mô hình dự báo bão hiện tại cho thấy bão Kurt đang hướng vào giữa Đại Tây Dương, cách xa đất liền Mỹ. Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, hiện có hai áp thấp nhiệt đới đang cùng hoạt động trên Đại Tây Dương là Joy và Trail. Theo bản tin mới nhất, tâm của áp thấp nhiệt đới Joy được xác định ở vị trí gần tọa độ 22,1 độ Vĩ Bắc, 49,7 độ Kinh Tây, cách quần đảo Leeward phía Bắc khoảng 1.465 km về phía Đông Bắc. Hiện tại, Joy đang di chuyển chậm về hướng Tây với vận tốc khoảng 4 km một giờ. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp sẽ chuyển hướng về phía Tây Bắc và sau đó là phía Bắc. Tốc độ gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới Joy đo được là 55 km một giờ. Các chuyên gia dự báo nó sẽ tiếp tục suy yếu trong 48 giờ tiếp theo và có khả năng trở thành một vùng áp thấp trước khi suy yếu vào ngày 2 tháng 10. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới Trail có dấu hiệu mạnh lên. Vào cùng thời điểm, tâm của Trail được xác định là ở vị trí gần tọa độ 14 độ Vĩ Bắc, 34,1 độ Kinh Tây, cách quần đảo Cabo Verde khoảng 1.105 km về phía Tây. Trail đang di chuyển về hướng Tây với vận tốc khoảng 13 km một giờ. Dự kiến áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây sang Tây, Tây Bắc cho đến ngày 1 tháng 10. Sau đó sẽ chuyển dần về hướng Tây Bắc vào ngày 2 tháng 10. Hiện tại, tốc độ gió mạnh nhất gần tâm Trail cũng đo được ở mức 55 km một giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo Trail sẽ mạnh lên đều đặn và có khả năng phát triển thành một cơn bão vào đêm 1 tháng 10 hoặc ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, cả hai áp thấp nhiệt đới đều không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm trực tiếp nào đối với đất liền. Không có cảnh báo hay lệnh theo dõi nào được ban hành cho các vùng ven biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo. Đó là những gì mà em đã cập nhật và thông tin chia sẻ gửi đến cho tất cả quý ông bà của các anh chị theo dõi và để hiểu thêm tại cái điều đó. Vào cái gì và cái gì như thế nào để sản xuất kinh doanh.
xem nó là cướp sơ nếu như những cái đặc biệt mà gọi là tầm lắc sái cái gọi là cầu hố như thế này đưa vào các tiền mà chúng ta tránh cả thành phố đã quy hoạch xong rồi. Nồi sạt lở ở làng Nũ thôi mà cũng khiến cho tất cả người con Việt Nam chúng ta rất là thương tâm và đau lòng rồi. Nhưng mà nhìn những hình ảnh sạt lở và nổ và lốc xoáy, những cơn mà mưa bão như thế này đổ bộ vào Việt Nam chúng ta thì nghĩ rằng không biết sẽ như thế nào. Có quý vị tất cả giống như một thầy không, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, cầu nguyện cho những cơn bão đi qua, cầu nguyện cho người mẹ thiên nhiên không nổi giận và thương chúng sanh chúng ta. Thật sự mà nói là nếu như mà những cơn mà gọi là lửa đất hay là lốc xoáy và nước mà ngập quét hết tất cả tài sản ngôi nhà không thể nào mà người dân chúng ta sống sót được. Cho nên hiện tại bây giờ phải di tán, sơ tán gấp đến những vùng mà an toàn để cho người dân chúng ta vượt qua trong cái cảnh là đau thương mất mát mất đi người thân của mình. Đó, những cơn sạt lở, những con nước cuồn cuộn như thế này thì không thể nào mà tài sản nào chịu nổi quý ông bà các bác anh chị. Nước thì nó bị sạt lở từ trên đập xả xuống con đường và những cây cầu cũng đã sạt lở tất cả và nhà cửa thì không thể nào còn quý ông bà các bác anh chị. Đây là những hình ảnh vừa bên Trung Quốc, vừa bên Mỹ và có thể là Philippines em đã cập nhật gửi đến cho tất cả quý ông bà các bác anh chị xem. Hãy chia sẻ kênh và bấm đăng ký, bấm like để ủng hộ kênh để nhận những thông tin tiếp theo từ kênh của chúng em mới nhất. Chúng ta thấy những cái hình ảnh mà nhà cửa trôi ra sông luôn, xe của đều trôi ra sông, những con nước, những con sóng và những sạt lở từ trên núi đổ xuống rất là kinh hoàng. Mọi người mong rằng chúng ta hãy theo dõi hết video này diễn ra thế nào và cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn dành chút thời gian quý báu theo dõi video của em.
xuống. これやばいよ。